Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong các số trước thì chứng khoán cuối tuần đã tìm hiểu về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết sau khi lên sàn chứng khoán. Còn trong chương trình tuần này, chúng tôi muốn đề cập tới khối doanh nghiệp chưa lên sàn chứng khoán nhưng trong diện phải lên sàn chứng khoán, đó là các doanh nghiệp cổ phần hóa. Thưa quý vị, theo quyết định 51 năm 2014 của Thủ tướng có quy định, các doanh nghiệp cổ phần hóa sau ngày 1 tháng 11 năm 2014 phải có kế hoạch tham gia giao dịch tập trung trên thị trường đăng ký giao dịch Upcom hoặc niêm yết trong vòng 90 ngày đến 1 năm kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa trước thời điểm văn bản trên có hiệu lực thì phải có kế hoạch tham gia giao dịch tập trung trong vòng 1 năm kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2014. Sàn chứng khoán từ đó đến nay đã đón nhận thêm một lượng hàng hóa mới là các tổng công ty, tập đoàn nhà nước lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện nghĩa vụ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp cổ phần hóa vẫn chưa cao, là 152 trên 747 doanh nghiệp, chiếm 20,3%. Nếu doanh nghiệp sau cổ phần hóa cứ cố tình không chịu lên sàn thì sẽ gây ra những hệ lụy gì? Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp như thế nào để thúc đẩy quá trình này? Chứng khoán cuối tuần này sẽ tiếp tục bàn luận về câu chuyện này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi các con số về quá trình cổ phần hóa và niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 qua clip ngay sau đây. Bộ Tài chính vừa cập nhật tình hình bán đấu giá cổ phần qua sàn chứng khoán, tình hình đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo báo cáo, số lượng các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và thoái vốn thực hiện bán đấu giá cổ phần qua hai sở giao dịch chứng khoán 9 tháng đầu năm nay là 46 doanh nghiệp, bằng 59% so với năm 2017, với tổng giá trị tiền thu được là 27.400 tỷ đồng, tổng số cổ phần bán được là 1,5 tỷ cổ phần, tỷ lệ thành công bình quân đạt 52%, trong đó có 34 trên 46 phiên có tỷ lệ thành công đạt 100%. Bên cạnh đó, một số đợt đấu giá còn chưa thu hút được sự tham gia của các nhà đầu tư, dẫn đến tỷ lệ cổ phần bán thành công còn ở mức thấp, chưa đến 3%, như đợt bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp, Tổng Công ty Phát điện 3. Về tình hình đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán, đến ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Còn theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 12 tháng 9 năm 2018 đã có 231 doanh nghiệp, 31% là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, chưa niêm yết đăng ký giao dịch đã đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm 152 doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch, 56 doanh nghiệp chưa niêm yết đăng ký giao dịch và 23 doanh nghiệp đã hủy đăng ký công ty đại chúng. Như vậy, tỷ lệ thực hiện nghĩa vụ đăng ký niêm yết và đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa chưa cao, 152 trên 747 doanh nghiệp, chiếm chỉ có 20,3%. Vì mà cái lý do vì sao mà Ủy ban Chứng khoán là chưa xử phạt thì cái này báo cáo các anh chị, hiện nay là quy định hiện nay là có, tức là khi mà các doanh nghiệp nhà nước mà cổ phần hóa thì sau 90 ngày thì người ta phải thực hiện cái đăng ký giao dịch. Thì phải nói là trong thời gian qua thì chúng tôi đã thực hiện cái việc triển khai là rất là quyết liệt là cái việc này, và chúng tôi đã mời các doanh nghiệp lên và thậm chí là chúng tôi đã lập biên bản xử phạt. Còn việc bàn giao các doanh nghiệp có vốn nhà nước góp về SCIC theo quyết định số 1232 Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 8 năm 2017, thì danh mục doanh nghiệp thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC giai đoạn từ 2017 đến 2020 là 62 doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm nay, SCIC đã tiếp nhận được 6 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước tiếp nhận là 138 tỷ đồng. Ngoài ra, SCIC còn tiếp nhận 4 doanh nghiệp ngoài danh sách tại quyết định, trong đó có 3 doanh nghiệp trong kế hoạch tiếp nhận vốn của SCIC, một doanh nghiệp ngoài kế hoạch tiếp nhận vốn, công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng với tổng giá trị vốn nhà nước tiếp nhận là 802 tỷ đồng. Qua các con số vừa rồi thì có thể thấy dường như doanh nghiệp sau cổ phần hóa đang ngại lên sàn chứng khoán, mặc dù lợi ích của việc lên sàn là rất nhiều. Sàn chứng khoán sẽ có thêm lượng hàng hóa dồi dào và chất lượng, nhà đầu tư cũng sẽ có thêm nhiều hàng hóa để lựa chọn, doanh nghiệp được quảng bá hình ảnh một cách rộng rãi trên sàn chứng khoán. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn lên sàn như VNM, VIC, GAS, HPG,
SAB, VCB và cả ROS, chỉ số VN-Index đại diện cho thị trường chứng khoán đã có mức tăng cao nhất lên đến 43% so với cuối năm 2016. Việt Nam theo đó trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới. Thanh khoản thị trường cũng bùng nổ với những phiên giao dịch trên 5.000 tỷ đồng so với quy mô chỉ khoảng 3.000 tỷ đồng trong năm 2016. Đặc biệt, năm 2017, mức vốn hóa thị trường đã tăng lên gần 3.360.000 tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016, tương đương 74,6% GDP và vượt qua kế hoạch 70% mà Quốc hội phê duyệt cho đến năm 2020. Riêng sàn Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng lên gần 110 tỷ đô la Mỹ nhờ sự đóng góp tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này trái ngược hoàn toàn so với nỗi lo thiếu hụt dòng tiền hấp thụ nguồn cung mà các nhà đầu tư hồi đầu năm nay lo lắng. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là sự giúp sức rất lớn từ cuộc đổ bộ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hàng loạt cổ phiếu của doanh nghiệp lớn lần đầu đặt chân lên sàn chứng khoán Việt Nam. Chỉ 4 doanh nghiệp lớn mới chào sàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017 là VPBank, Petrolimex, Vietjet và Vincom Retail đang giúp vốn hóa thị trường tăng thêm gần 300.000 tỷ đồng. Không chỉ những doanh nghiệp lớn, ngân hàng lớn mà những doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn như bất động sản và các ngành nghề khác cũng rủ nhau lên sàn chứng khoán bởi lên sàn được khá nhiều lợi ích cho họ. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam rất là sôi động và thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tôi thấy cái dòng vốn của nước ngoài đổ vào Việt Nam rất là nhiều. Tôi cũng đã từng đi tham dự các cái buổi hội nghị các nhà đầu tư ở Bangkok hay là ở London, thì cũng nhìn thấy là cái sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài rất là nhiều cho thị trường Việt Nam. Thì tôi nghĩ đó là một tín hiệu rất là tốt để các cái công ty Việt Nam có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn của nước ngoài để có thể tăng trưởng phát triển trong tương lai. Chúng tôi cũng cần huy động một số các nhà đầu tư, các nguồn vốn khác để đảm bảo triển khai đồng loạt các dự án này trong cái giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định niêm yết sàn chứng khoán. Và cái việc niêm yết này cũng đã có kế hoạch từ chuẩn bị từ trước. Thị trường chứng khoán và cái việc niêm yết, chúng tôi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ là một cái kênh huy động vốn rất hiệu quả cho doanh nghiệp. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi có những cái dự án đầu tư về phát triển, tiếp tục phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đầu tư vào các cái dự án về ga hàng hóa tại sân bay Cam Ranh. Chúng tôi phát triển các cái dự án khác ở Nha Trang. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng dự kiến mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sang các cái sân bay khác tại Việt Nam. Thì cái việc niêm yết và cái phát triển này thì nó song hành với nhau để đảm bảo chúng tôi có những cái nguồn vốn ổn định và hiệu quả. Bên cạnh đó thì có cái phát triển kinh doanh thì đảm bảo cái lợi ích cho cổ đông. Đối với thị trường chứng khoán thì chúng ta có thêm những cái hàng hóa chất lượng, đồng thời là cũng phù hợp với cái giai đoạn phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Khi mà chúng ta còn nhiều những cái dư địa để phát triển bất động sản, dẫn đến các cái hàng hóa của những cái doanh nghiệp bất động sản là những cái hàng hóa mà chúng tôi nhìn chung đánh giá là phù hợp với nhu cầu của thị trường. Cái thứ hai, đối với lĩnh vực bất động sản thì đây là một cái tín hiệu tốt, bởi vì các doanh nghiệp bất động sản đã từng bước thực hiện theo những cái thông lệ quốc tế, thay vì tìm kiếm vốn từ hệ thống ngân hàng thì chuyển sang tìm kiếm vốn trên thị trường chứng khoán và thông qua quỹ đầu tư. Thì đây là một cái tín hiệu tốt cho cả yếu tố vĩ mô, vì nếu mà một lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà lĩnh vực phát triển của chu kỳ mà dựa vào cái hệ thống ngân hàng, kênh tín dụng thì sẽ dẫn đến tiềm ẩn cái rủi ro hệ thống cho bản thân, cho hệ thống ngân hàng và cho nền kinh tế. Thay vì đó thì các doanh nghiệp sẽ tìm vốn ổn định hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn trên thị trường chứng khoán. Theo các chuyên gia, việc cổ phiếu lên sàn rõ ràng không chỉ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn mà còn giúp các doanh nghiệp huy động vốn dễ dàng hơn, hoạt động minh bạch hơn, đúng chuẩn hơn, qua đó giúp hình thành nên một hệ thống doanh nghiệp lành mạnh hơn và hội nhập tốt hơn với thị trường tài chính quốc tế. Và để hiểu rõ hơn về những vấn đề còn tồn tại cũng như những giải pháp để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên đó là ông có đánh giá như thế nào về thực trạng cũng như là tiến trình cổ phần hóa thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước từ đầu năm đến nay ạ? Về cổ phần hóa thì đến nay chúng ta mới thực hiện được 12 doanh nghiệp trên tổng số 85 của năm 2018. Một số địa phương thì vẫn chưa triển khai một doanh nghiệp nào, ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh. Thì con số đã cho thấy là gì?
tiến trình cổ phần hóa là chậm và có thể sẽ là chắc chắn là sẽ không đạt được kế hoạch 2018. Và nếu không có các giải pháp quyết liệt thì kế hoạch của giai đoạn 17-20 cũng có thể sẽ không hoàn thành. Thế bù lại cho cái con số này thì tất cả những cái phương án cổ phần hóa và những cái danh mục thoái vốn thì kết quả thu được thì bao giờ nó cũng đạt kết quả cao hơn so với cái mong cái giá vốn ban đầu. Đấy là một điểm mừng, tức là cái thực chất của cái vấn đề thoái vốn và cổ phần hóa nó đã được tăng cường hơn. Thưa ông, câu hỏi thứ hai đó là đâu là những cái nguyên nhân dẫn tới tình trạng chậm cổ phần hóa thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước ạ? Nguyên nhân thứ nhất đó là cái vấn đề là cái tính quyết liệt, trách nhiệm của cái người đứng đầu ở các doanh nghiệp và các cơ quan đại diện sở hữu là chưa quyết liệt, chưa đổi mới tư duy, thực hiện nghiêm theo cái quy định mới. Và cái nhận thức trong cái thực hiện các quy định mới theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương, theo nghị định của Chính phủ, nghị quyết Quốc hội là còn chần chừ. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Các doanh nghiệp cổ phần hóa lần này và thoái vốn lần này là những doanh nghiệp có quy mô lớn, còn nhiều tồn tại về tài chính, cho nên là cái việc xử lý tồn tại là nó mất nhiều thời gian. Và trong quá trình làm thì các doanh nghiệp còn chưa tính toán được cái kế hoạch, cái lộ trình một cách nó trên chuẩn xác, dẫn đến là khi không lường trước được những cái vấn đề phát sinh, dẫn đến phải kéo dài cái xử lý về tồn tại về tài chính, tồn tại về lao động, rồi tồn tại cả về đất đai. Vấn đề thứ ba nữa là gì? Là chúng ta thấy là gì? Cái việc mà các doanh nghiệp là còn e dè, tư tưởng còn là sợ vấn đề trách nhiệm chưa cao, rồi vấn đề là sợ mất vị trí. Vậy thì trong thời gian tới thì Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp như thế nào để thúc đẩy cũng như là giúp cho quá trình cổ phần hóa thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước diễn ra một cách hiệu quả? Cái vấn đề về công tác nhận thức, chúng ta phải tiếp tục là tuyên truyền, rồi là làm rõ các cái nội dung mới, đổi mới trong vấn đề về sắp xếp đất đai, trong vấn đề cổ phần hóa và thoái vốn, đảm bảo theo nguyên tắc là đúng pháp luật. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Là Bộ Tài chính cùng với các bộ cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các thể chế. Thì những cái gì mà chúng ta đã ban hành đúng theo quy định pháp luật rồi và đúng thị trường và phù hợp rồi thì chúng ta tiếp tục phát huy. Còn cái gì chưa rõ chúng ta phải làm là chúng ta phải tăng cường cái trách nhiệm người đứng đầu. Trách nhiệm người đứng đầu ở doanh nghiệp và trách nhiệm của các cơ quan đại diện sở hữu ở các bộ ngành và cả ủy ban quản lý vốn tới đây là trong việc thực hiện nghiêm các cái kế hoạch, các chỉ đạo của Chính phủ như kế hoạch về cổ phần hóa theo công văn 991, rồi kế hoạch về thoái vốn theo quy định 1232 và phải làm nghiêm theo đúng tiến độ này. Nếu trong trường hợp mà có điều chỉnh lại thì rõ ràng là các bộ ngành là phải đưa ra được cái lộ trình làm sao là để đến 2050 là hoàn thành. Thế còn nếu không hoàn thành được thì cũng phải chấp nhận đưa ra khỏi danh mục thì cũng phải nói lý do tại sao không làm được. Thì cái đấy là cái mà chúng ta để đảm bảo là gì? Kế hoạch đưa ra là phải thực hiện. Còn đã không thực hiện được thì phải báo cáo để điều chỉnh. Chứ không phải là gì? Các năm đầu của giai đoạn đầu thì là cứ đùng đỉnh nhưng đến cuối kỳ lại chạy ào ào thì chất lượng nó không đảm bảo. Cái này là cái mà chúng ta nên cần tránh. Là cổ phần hóa không bằng mọi giá nhưng mà phải cổ phần hóa bằng chất lượng, phải đảm bảo đúng kế hoạch. Kế hoạch đưa ra là phải thực hiện, đó là kế hoạch mà của Chính phủ, của Quốc hội đã đưa ra. Thế vấn đề nữa là gì? Là các doanh nghiệp là phải chủ động trong vấn đề là đổi mới quản trị, thực hiện cái đề án 707 là phải đổi mới quản trị, nâng cao được cái công khai thông tin, minh bạch thông tin và theo đúng cái quy định của luật, là quy định ở nghị định 81, nghị định 87 là phải công khai. Và trong trường hợp không công khai mà công khai chậm nữa thì phải chấp nhận là xử lý hành chính và thậm chí là xử lý cả trách nhiệm người đứng đầu. Đấy là cái mà chúng ta làm nghiêm. Cái nhóm thứ ba chúng tôi nêu đây là gì? Là vấn đề về công tác giám sát kiểm tra. Muốn nó tốt được cái vấn đề tiến độ cổ phần hóa thì phải tăng cường công tác thanh tra, giám sát kiểm tra của các cơ quan sở hữu này, rồi của thanh tra Chính phủ, của kiểm toán nhà nước. Trong đó phải thanh tra cả cái việc chấp hành các cái thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ giao này. Để đảm bảo là cái tính nghiêm trong kế hoạch. Thế nên nó là thanh tra cả vấn đề trách nhiệm người đứng đầu, bổ sung nội dung đấy. Bây giờ anh đăng ký là sẽ cổ phần hóa 40 doanh nghiệp mà anh không làm như nào thì anh phải chịu trách nhiệm chứ. Thế phải thanh tra ra để trong thanh tra thấy được ai làm tốt thì ta biểu dương, ai không tốt thì ta phê bình. Và có đầy đủ cái chứng cứ đấy thì để có thể xử lý các hình thức theo đúng quy định của pháp luật. Và cuối cùng là vấn đề phải công khai minh bạch thông tin. Công khai minh bạch thông tin đây là gì? Là chúng ta sẽ có những cái gì mà không làm tốt thì chúng ta cũng không quăng xa. Và cái gì mà làm tốt thì chúng ta cũng biểu dương. Thì chúng tôi nói là tới đây cái danh mục mà Bộ Chính sẽ rà soát lại, công bố lại cái danh mục mà các doanh nghiệp đã cổ nó chưa niêm yết. Vì cái việc công khai của cái danh mục này thì để trách nhiệm của cơ quan đại diện sở hữu, trách nhiệm của đại diện vốn trong việc là đưa các doanh nghiệp sau cổ hóa lên niêm yết trên thị trường để đảm bảo gì? Là nâng cao cái quản trị doanh nghiệp,
nâng cao cái tính công khai minh bạch thông tin của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, để cho nhà đầu tư rồi người dân và cả cộng đồng xã hội nó biết được là doanh nghiệp sau cổ phần hóa tốt hay xấu, và những doanh nghiệp nào nó còn là công ty cổ phần, những doanh nghiệp nào mà nó cổ phần hóa rồi nhưng mà nó vẫn chưa thay đổi được về chất. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.